Chào anh chị, hiện tại tôi đang đứng ở đây là một con đường thuộc khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Cái con đường này là đấu nối trực tiếp ra DT741 này. Đó, còn quay lại đây là tuyến số 3, cái mốc tuyến số 3 đó anh chị. Mấy hôm trước anh chị có hỏi là cái đất của cô gần tuyến số 3 không? Mấy cái nền của cô gần tuyến số 3 thì cái nền này của cô thì cô ấy tách khoảng mười mấy nền đấy, nhưng mà cô bán 5 nền đấy, thì có một số anh hỏi là nó cách tuyến số 3 xa không. Thì đây mình tính từ cái cây cao su này đấy, xa cái cột đó cho khoảng mười mấy mét thôi đấy, anh chị nhá. Đó, từ đầu đất của cô ra cái cột tuyến số 3 mười mấy mét thôi, rồi cái chòm cao su già này đó, cái chòm cao su già này anh chị này, là một số anh chị khách ạ, tôi có gửi cái bản đồ cái khu này cho anh chị xem rồi. Cái bản đồ của cái khu này khu Tân Tiến này và bản đồ của cái chòm cao su già này, khu này là khu dân cư Tân Tiến mới, trong đó nó bao gồm là khu thương mại dịch vụ này, rồi công viên này, trường học này, ủy ban này, dân cư này. Đấy, đặc biệt là cái chòm đối diện đất của cô này là đất này là đất thương mại dịch vụ nhá, chỉ dành cho buôn bán quán xá anh chị ha. Đó, tuyến số 3 nó chạy giữa, tuyến số 3 chạy giữa thì mặt bên kia là đất thương mại dịch vụ, thì mặt bên này cũng là đất thương mại dịch vụ, cái tròn tam giác này. Thế thì cái đất của cô này sau này đối diện cái khu thương mại dịch vụ này luôn. Mấy hôm nữa người ta thanh lý cây xong người ta làm thì cũng nhanh thôi, cũng lâu thôi. Và đặc biệt đất của nhà cô này á, cô ấy bán là nhiều thổ cư hơn người ta, rồi chiều sâu này có chiều sâu hơn người ta, ngang 5, sâu 45 và thổ cư lên tận 100. Ở đây thì xung quanh ở đây thì tôi thấy người ta bán là ngang 5 sâu 20, ngang 5 sâu 25 và thổ cư chỉ 50 thôi. Nhưng nhà cô này ngang tận sâu tận 45, sâu 45 và thổ cư tận 100 anh chị ha. Đó, mà giá bán thì cũng tốt hơn người ta. Chỉ có là 750 triệu một lô mà còn thương lượng anh chị ha. Người ta cần tiền người ta mới bán ra đó, chứ ra vị trí này không bao giờ có ai bán ra đó đâu. Bây giờ mình chạy ra tuyến số 3 một chút nhá. Một lần nữa mình nhắc lại nhá. Như mấy hôm trước anh chị hỏi là từ cái đất của cô này ra cái tuyến số 3 bao nhiêu xa, đến nó mười mấy mét thôi đấy. Đấy anh chị nhá. Rồi, một lần nữa mình nhắc lại này. Từ đây ra tuyến số 3 khoảng 11 12 mét thôi. Rồi ra cái chòm cao su già này là cái chòm cao su dành cho khu dân cư Tân Tiến mới, và đặc biệt là cái vị trí này là đất thương mại dịch vụ, đất thương mại dịch vụ của họ. Đấy anh chị ha, chỉ để buôn bán kinh doanh cái chòm này. Còn trong kia là khu dân cư. Bây giờ mình ra tuyến số 3 tí ha. Đó, tôi quay lại đất nhá. Bắt đầu từ cái cột bê tông đó chạy dài sang cái chòm đất trống bên kia. Đó, cô này cô tách thành mười mấy nền cơ, nhưng mà cô ấy chỉ có nhu cầu bán 5 nền thì 5 nền xong rồi cô bán thêm 5 nền nữa 10 nền anh chị ha. Thì nó chỉ có số lượng đấy thôi, người ta bán để người ta xử lý việc người ta. Người ta chỉ bán như vậy thôi anh chị ha. Đấy, không bán nhiều, không bán hết đâu. Đây. Đó. Ở đâu mà có cơ sở tầng, ở đâu có cụm công nghiệp, khu công nghiệp thì ở đó đất này nó vẫn cứ có giá anh chị ạ. Đó, anh chị ha. Ai chê thì chê, còn người bán thì cứ bán anh chị ha. Đó, những cái sản phẩm mà người ta phù hợp với người nào thì cái sản phẩm đó mới có giá trị, còn nó không phù hợp thì không có giá trị đâu anh chị ha. Một người nhiều anh chị chưa lên đất chưa xem nhưng mà lại bình luận chê, thì mình không biết là anh chị lấy căn cứ ở đâu mà anh chị chê cái sản phẩm người ta, đúng không ạ? Thường thường những khách của tôi thì người ta ít khi bình luận lắm, người ta lên người ta xem đất rồi người ta làm thôi. Đó. Đây, tuyến số 3 đây. Rồi tôi xin phép tôi dừng xe ở đây đi. Tôi quay chi tiết lên chị đấy, cái tuyến số 3 này. Đó, tuyến số 3 này. Cái đất này để tạm đây thôi nhá. Chứ đường nó không cao như vậy đâu. Tới đây nó còn hạ cốt cho xuống bằng cơ. Đó, anh chị ha. Đó, anh chị nhìn này. Đó. Đó, đây. Số 3 này đẹp lắm. Bắt đầu đất của cô ở đây nhá. Đây. Đây. Đó. Ai chê thì cứ chê, đúng không ạ? Nhà nước làm thì nhà nước vẫn cứ làm, đúng không? Đó. Nhiều khi tôi quay video tôi hay nói vui nhưng mà nó là thực tế anh chị ạ. Đây này, hôm nay người ta lát vỉa hè rồi này. Đó, chị thấy không? Cây xanh đấy nhá, cây xanh đó anh chị. Cô thấy anh chị thấy cái đất của cô này gần không? Gần cái tuyến số 3 này không? Quá gần luôn đúng không? Đó, cái đầu đất của cô ấy từ cái cột xi măng ấy, ra cái tuyến số 3 này á chỉ có khoảng 10 11 mét thôi, gần lắm. Bà này bà cần tiền bà mới bán cái đó chứ bình thường. Ai mà đã từng mua đất ở cái khu cái đường của cô á năm ngoái thì biết. Năm ngoái là biết cái giá rồi. Năm ngoái nhà nào bán gọi là được là thấp
nhất ra cũng phải là 1 tỷ mốt, 1 tỷ mốt. Bây giờ không có nhà nào bán ra đó. Khi mà người ta đã mua 1 tỷ mốt thì không bao giờ người ta bán ra đó. Cắt lỗ thì cũng phải là 900 mấy đó. Nhưng mà chẳng ai, chưa thấy ai cắt lỗ ở đó cả đó. Và lúc đỉnh điểm ở cái chỗ đó nó phải lên tỷ 6, tỷ 7 đấy chị ạ. Đó, cái lúc sốt đấy anh chị ha. Đó, mình phải chia sẻ thực tế như thế. Thế thì bán cho người cần đúng không? Bán cho những người cần thì nó mới có giá trị. Còn những người mà người ta chưa hiểu, chưa biết về nó thì nó là vô giá trị. Thế thì có những cái đồ dùng của chúng ta ấy, thì nó có giá trị với người này, nhưng mà để không có giá trị với người khác, thì không có giá trị với người khác thì cái đất đấy nó chẳng có cái giá trị gì hết. Đây là con đường đấu nối vào toàn bộ khu vực này này. Đó, toàn bộ khu vực này nhá. Bên kia là cụm công nghiệp Tân Tiến này, hôm nay người ta làm đẹp lắm. Tôi quay rất là nhiều video về cụm công nghiệp Tân Tiến rồi. Thì từ đây hất về cái tròm cao su già đó là đất dành cho khu dân cư Tân Tiến mới. Chỗ này là dành cho quỹ nhà ở xã hội này. Bên kia đường cũng nhà ở xã hội nhá. Đó. Các anh chị nào mà quan tâm đến cái vùng này á thì cứ điện cho mình gửi cho cái bản đồ quy hoạch ở đây. Anh chị ạ. Có đường cái là nó đẹp hẳn đấy anh chị ạ. Một đèn này, cái này vài năm nữa rồi anh lên rồi, anh chị lên này chẳng nhận ra đâu. Lúc đấy chỉ biết thế thôi, biết thế hồi đó tôi mua cho nó rồi đấy nhỉ. Câu đó là câu cửa miệng của các anh chị nhà đầu tư đó. Biết thế đúng không? À, Tân Uyên ngày xưa tôi bán đất ở dưới Tân Uyên cũng vậy. À, chỗ đất Quốc ấy, đất Quốc bây giờ đấy. Biết thế hồi đấy anh mua của em chỉ có 1.2 tỷ một mẫu ấy. À, năm nay nó lên 16-17 tỷ một hết rồi. À, vâng, nếu mà biết thế thì ai cũng giàu rồi đúng không ạ? Mày em nói đâu có tin đâu. Đúng không? À, này người ta lát rồi, tâm sự nhiều nữa chỉ vậy thôi. Thì một lần nữa mình nhắc lại nhá, cái video này thì mình không phải là quay về tuyến số 3, mà do đất của cô này gần tuyến số 3 thì mình quay ra đây luôn cho anh chị nhìn thấy. Anh chị ha, thì đất của cô này thì đúng là giá nó rất là tốt và được chiều sâu, được nhiều thổ cư. Chứ bình quân ở đó người ta không có nhiều thổ cư như vậy đâu. Thị trấn thì người ta chỉ có 50 mét thổ cư thôi. Rồi là chiều sâu người ta khoảng 20-25 thôi. Nhưng cô này cắt tận 45 cho mình. Giá bán thì chỉ có 750 triệu mà cô còn cho thương lượng. Người ta kẹt liền thì có người mua là người ta bớt liền để người ta giải quyết việc gia đình người ta. Anh chị ha, đó. Cách tuyến số 3 hơn 10 mét thôi. Thì anh chị nào quan tâm đến mấy cái nền đất của cô ở sát tuyến số 3 này thì cứ liên hệ cho mình thông qua số điện thoại là 0918645130 anh chị ha. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CVT Land để nhận được những video mới, những sản phẩm mới từ CVT Land anh chị ha. Một lần nữa xin cảm ơn.